Xin chào tất cả mọi người đã cùng quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Đó, và tiếp tục hôm nay thì cửa hàng lại tiếp tục lên cho mọi người, đó chính là một mẫu MSX nha mọi người ạ. Moto Mini mọi người nhá. Xin phép mọi người là được đi sơ dàn ngoài trước ạ. Mang biển 84 Trà Vinh M107073. Đó. Trang bị hệ thống là một máy 2 của Bo mọi người nhá. Xe khá là liền lạc luôn, bắt đầu vào phần chi tiết mọi người nhá. Đó, ốc tán nói chung khá là leng keng luôn, một quả liền lốp rất chỉ là chất lượng mọi người nhá. Đó, hộ phệ heo dầu khá là ok luôn. Đó, xe cực kỳ là chất luôn mọi người nhá. Đó. Xe cực kỳ là nhìn rất chỉ là đẹp luôn. Đó, nét máy luôn cho mọi người nghe này. Máy nghe cực kỳ là sướng tai luôn mọi người nhá. Đó, MSX Moto Mini đăng ký vào 2017 mọi người ạ. Lên cho mọi người là một quả phố upside down này. Đó, cực kỳ là đã mắt luôn. Rất chi là chất lượng mọi người nhá. Đèn là đèn LED mọi người ạ, đèn LED xi nhan, mọi chức năng hoạt động trên xe là đầy đủ hết cho mọi người nhá. Đó. Trái phải đều đầy đủ luôn. Đó, cực kỳ là đẹp mọi người nhá. Đó, đầy đủ hết chi tiết nội thất luôn mọi người nhá. Đèn. Đó, cực kỳ là đẻ, cực kỳ là đã luôn mọi người nhá. Coi đèn đây hoạt động bình thường mọi người nhá. Đó, anh chị em như mình nào mà có thích chí với mẫu Moto Mini MSX này thì cứ để lại cho mình một cái comment nhá. Đó, giá chỉ hơn 20 củ một tí thôi mọi người ạ. Đó, xe cực kỳ là đẹp, cực kỳ chất lượng luôn nhá. Bản máy nằm luôn. Đó, 125 phân khối mọi người nhá. Đó, càng thì có mua bán, có trao đổi, có ship xe các tỉnh anh chị em như mình nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất chi là nhiều luôn ạ.